Một sai lầm khi mà sử dụng cái gạch đỏ để lát sân cho ngôi biệt thự, bởi vì cái gạch đỏ này chỉ một thời gian sau sẽ bị lỗi thời và xuống cấp, màu sắc thì trông không được đẹp và phù hợp với ngôi biệt thự. Ngày hôm nay em Hùng muốn chia sẻ đến các bác một cái ngôi biệt thự được xây năm 2023, là một ngôi biệt thự theo phong cách hiện đại, xây trên nền đất là trên 300 m², nhưng mà được sử dụng cái đá tự nhiên này để lát sân cho, lát vỉa hè cho ngôi biệt thự của mình. Một ngôi biệt thự thực sự là rất là sang trọng và được sơn màu trắng sứ làm chủ đạo. Và ở đây khi mà được lát bằng đá tự nhiên, lát sân này mà Hùng đang quay vào thời tiết trời mưa, nên là màu sắc của đá tự nhiên này trông rất là đẹp và nổi lên một màu ghi đen và có cái vân đá tự nhiên. Nên sau khi mà sử dụng cái đá tự nhiên lát sân này thì ngôi biệt thự sẽ nổi hơn rất là nhiều, bởi vì hai cái màu tương phản nhau đó là màu trắng sứ và màu ghi đen. Một cái điều tuyệt vời khi mà ngôi biệt thự sử dụng cái đá tự nhiên lát sân này ấy, thì chỉ cần xịt nước là sạch, đặc biệt là vào cái thời tiết mùa hè ở ngoài Bắc là rất là nắng nóng, mà nếu mà các bác chỉ cần tưới nước trên nền sân đã giải nhiệt rất là nhiều và giảm được cái nhiệt độ ở sân bốc lên cho cái ngôi nhà của mình. Có một điều là gạch không thể là làm được so với đá tự nhiên, đó là cái đá tự nhiên này nó có cái vân tự nhiên, tức là vân đá nổi lên trên bề mặt, nó tạo do một cái điểm nhấn cho toàn bộ khu vực sân ở đây. Và bất kỳ một cái ngôi biệt thự hay là cái ngôi lâu đài, nhà vườn nào mà mong muốn đẹp, sân đẹp thì đều sử dụng cái đá tự nhiên lát sân này. Không phải là nguyên sân của mình nó đẹp mà cả tổng ngôi biệt thự nó sẽ đẹp. Và đây là một khu vực sân của gia chủ và ngôi nhà cũng đang trong quá trình hoàn thiện, và sân của ngôi biệt thự cũng có những cái cây cảnh đặt trên nền sân này, và có một khoảng bước dạo và cái cây tùng, cũng một số cây đang để trong khu vực ở đây. Và một cái điều quan trọng nữa là cái đá tự nhiên lát sân ấy là chịu được tải trọng rất là lớn, bởi vì độ dày của đá tự nhiên ấy là dày tầm khoảng 2 phân cho đến 3 phân, so với những dòng gạch nó chỉ chưa đến 1 phân, tức là độ dày ấy, nên là chịu tải trọng rất là ok. Rất là nhiều bác đã sử dụng gạch đỏ trước đây nhưng mà sau một thời gian là không muốn nữa, bởi vì cái màu đỏ nó sẽ làm cái ngôi nhà nó quá là màu sắc nó không phù hợp nữa, nên là sau này thay đổi sang cái đá tự nhiên lát sân này. Thì nếu mà các bác đang chuẩn bị xây nhà hoặc là đang xây nhà thì mong muốn có một cái sân bền vĩnh cửu theo thời gian và không phải thay thế một cái vật liệu khác nữa, thì các bác hãy sử dụng cái đá tự nhiên lát sân này. Thì nếu mà các bác thấy video này hay thì các bác có thể liên hệ số điện thoại dưới để Hùng chia sẻ thêm về đá lát sân nữa. Các bác xem video của em mà thấy có ý kiến gì thì hãy bình luận bên dưới để em biết nhé.